Xin chào mọi người ha. Hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu với mọi người một ca nâng chân mày do bác sĩ Lâm vừa thực hiện xong ha. Với cái đôi mắt này, trước khi nâng chân mày các bạn thấy da dư của cô quá nhiều luôn, rũ gần như là mình che hết cái phần mí ha. Da dư nè, da dư rất nhiều luôn, có da dư kèm thêm bọng mỡ nữa ha, nên nhìn cái mí của mình vừa bụp vừa mất mí mà có da dư nữa. Thì cô làm vừa làm phẫu thuật xong ha. Đây là mình vừa treo chân mày vừa lấy cái bọng mỡ luôn. Mình vừa treo chân mày mình vừa lấy bọng mỡ, thì với cái đôi mắt này cô chỉ có mí lót thôi nên mình treo lên mình thấy cũng không rõ được cái mí. Nếu mà mình muốn đẹp hơn á thì sau một tháng mình cắt mình tạo mí nữa ha. Còn bây giờ mình treo là để mình giải quyết được hết cái da dư mí trên. Đây là đường khâu ha, 7 ngày sau mình cắt chỉ. Các bạn thấy không, ban đầu này da dư vết chân chim này, giờ cái mí của mình nó hết da dư rồi ha, mình chỉ cần tạo thêm mí nữa là đẹp rồi. Đường sẹo này sau khi mình cắt chỉ ra nó sẽ rất là mờ ha, tại vì bên bên mình á, bác Lâm sẽ cắt bằng cái dao laser nên sau này cái sẹo rất là hạn chế xảy ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trang bác sĩ Long ha, mời mọi người theo dõi trang bên mình để xem những phẫu thuật tiếp theo ạ.